thuốc siêu bung đọt bật chồi sử dụng cho cây chanh, dùng được cả cho cây chanh lớn và cây nhỏ nhé. Và các anh chị nên kết hợp cùng với cả cái gói siêu vọt đọt này vào. Cái gói này là hàng nhập từ Pháp này, gói 500g. Cùng với một chai này thì nó sẽ pha được khoảng tầm 400 lít nước là bằng với 20 bình đeo lưng loại bình 20 lít nhé. Trong đây là có 4 cặp này, 4 cặp này thì cứ mỗi cặp này nó pha được 400 lít nước. Thì trong cái số này nó sẽ hòa được khoảng tầm 1.600 lít nước. Và đây cũng là đơn hàng của anh Thịnh ở Tuyên Quang mang về để sử dụng cho cây chanh, giúp cho cây chanh bung đọt, vọt chồi vọt đọt, bật nhiều cành chồi hơn nhé. Cái cặp đôi chai gói này nếu các anh chị sử dụng cho cây con thì các anh chị thì nó sẽ giúp cho cây con là bung đọt mạnh, bật nhiều cành chồi hơn này, và giúp cho cây sinh trưởng phát triển được tốt hơn nhé. Và nó còn đồng thời nó còn giúp cho cây là phục hồi những cái cây mà bị suy yếu còi, hoặc là sử dụng để phục hồi, phun để phục hồi cho những cái cây mà sau khi bị nấm bệnh sâu bọ tấn công này, nó sẽ giúp cho phục hồi cây rất là tốt nhé. Giúp phục hồi nhanh các cây sinh trưởng chậm và suy yếu, rồi là hạn chế các hiện tượng vàng lá và rụng lá, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển, và giúp cây bung đọt lá, vọt lá, bung đọt vọt lá và vọt chồi, đẻ nhánh, xanh lá, cây phát triển mạnh và cành to khỏe này. Đấy là sử dụng cho những cái cây mà cây con, cây còn non nhé. Còn nếu đối với những cái cây già, cây lớn, cây lớn tuổi, cây già, cây to nhé, thì nó sẽ giúp là cây bung đọt ra cực nhanh, và giúp cho cây là bung ra được nhiều đọt, nhiều cành trên những cái thân cành già này. Rồi hạn chế gãy rụng khi gặp những cái trời, khi gặp gió lớn nhé. Cứ một cặp như này thì các anh chị pha được khoảng tầm 400 lít nước. Các anh chị cứ phun xịt lên cây, phun 2 lần cách nhau khoảng tầm 7 đến 10 ngày. Và những cây nào mà suy yếu còi hơn ấy, thì các anh chị nên tưới xung quanh vùng rễ cho nó một ít nữa, để giúp cho cây mà có đầy đủ dinh dưỡng để cho nó phục hồi cây tốt hơn nhé. Nó sẽ giúp cây bung đọt, vọt chồi và mập chồi này, mập chồi to đọt này nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm này để cho cây chanh thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số ở trên màn hình, cái dòng bên trên là có Zalo nhé. Hoặc cô chú anh chị em cũng có thể tìm thấy cái thông tin liên lạc của em ở trong phần mô tả ở ngay bên dưới video này này. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới khác nữa nhé.